bám chặt cái ta hiện hữu. Hỏi: có bao giờ ông vui hay buồn? Ông có biết vui sướng và đau khổ là gì không? Maharaji: ông gọi chúng là gì thì tùy ý. Đối với ta, chúng chỉ là những trạng thái của tâm. Còn ta không phải là tâm. Hỏi: tình yêu có phải là một trạng thái của tâm? Maharaji: một lần nữa, điều đó còn tùy ông hiểu tình yêu theo nghĩa nào. Tha mái dĩ nhiên là một trạng thái của tâm, nhưng sự giác ngộ tính duy nhất thì ở ngoài tâm. Đối với ta, không có gì tự tồn tại. Tất cả là ta, tất cả là chính ta. Thấy chính mình trong mọi người và mọi người trong chính mình thì chắc chắn là tình yêu. Hỏi: khi trông thấy một cái gì đó vừa ý, tôi muốn nó. Một cái chính xác, ai muốn? Cái ta hay tâm? Maharaji: câu hỏi được đặt sai. Không có ai, mà chỉ có tham ái, lo sợ, giận dữ và cái tâm bảo: đây là ta, cái này là của ta. Không có cái gì có thể được gọi là ta hay của ta. Tham ái là một trạng thái của tâm, được tâm nhận thức và đặt tên. Nếu không có cái tâm nhận thức và đặt tên, thì tham ái ở đâu? Hỏi: nhưng liệu có nhận thức mà không có sự đặt tên? Maharaji: dĩ nhiên, sự đặt tên không thể vượt ra ngoài tâm, còn nhận thức chính là ý thức. Hỏi: khi một người chết đi, thì chính xác chuyện gì xảy ra? Maharaji: chẳng có gì xảy ra. Một cái gì đó trở thành không. Cái không đã có đó, và cái không vẫn có đó. Hỏi: chắc chắn phải có một sự khác biệt giữa người sống và người chết. Ông nói về người sống như chết và người chết như sống. Maharaji: tại sao ông lo lắng về một người qua đời, nhưng chẳng mấy quan tâm đến hàng triệu người chết đi mỗi ngày? Toàn thể vũ trụ nổ vào bên trong và nổ ra bên ngoài trong từng khoảnh khắc. Ta có cần phải thương khóc chăng? Đối với ta có một điều rất rõ ràng. Tất cả những gì là sống và chuyển động đều có sự hiện hữu trong ý thức. Còn ta vừa ở trong và vừa ở ngoài ý thức. Ở trong ý thức, ta là nhân chứng. Ở ngoài ý thức, ta là hiện hữu. Hỏi: chắc chắn là ông quan tâm khi còn ông đau ốm, có phải thế không? Maharaji: chẳng việc gì ta phải bối rối. Ta chỉ làm cái gì cần thiết. Ta chẳng lo lắng về tương lai. Một phản ứng đúng đối với mọi tình huống ở trong bản tánh của ta. Ta không dừng lại để nghĩ phải làm gì. Ta hành động và tiếp tục tiến tới. Kết quả không hề ảnh hưởng đến ta. Ta chẳng cần biết chúng tốt hay xấu. Chúng là bất cứ gì mà chúng là. Nếu chúng trở lại, thì ta hành xử với chúng hoàn toàn mới. Hay đúng hơn là ta ngẫu nhiên hành xử với chúng hoàn toàn mới. Không hề có ý thức chủ định nào trong bất cứ gì ta làm. Mọi chuyện xảy ra vì chúng xảy ra.
không phải vì ta làm cho chúng xảy ra, mà vì ta hiện hữu nên chúng xảy ra. Trong thực tế không hề có gì xảy ra. Khi tâm động, thần Shiva nhảy múa, cũng như nước hồ dọn sóng làm cho mặt trăng nhảy múa. Tất cả đều là hiện tướng khởi sinh do những ý nghĩ sai lầm. Hỏi: chắc chắn là ông biết rất nhiều điều và hành xử theo bản chất của chúng. Ông đối xử với đứa trẻ như đứa trẻ, với người lớn như người lớn. Maharaji: cũng như vị mặn thấm nhuần khắp đại dương, và mỗi một giọt nước biển đều mang cùng một vị, thì mỗi một kinh nghiệm đều cho ta giao tiếp với thực tại, và sự giác ngộ luôn luôn tươi mới về hiện hữu của chính ta. Hỏi: tôi có tồn tại trong thế giới của ông như ông tồn tại trong thế giới của tôi? Maharaji: dĩ nhiên ông hiện hữu và ta hiện hữu, nhưng chỉ là những điểm trong ý thức. Chúng ta không là gì ngoài ý thức. Cần phải hiểu rõ điều này. Thế giới treo trên sợi chỉ của ý thức. Không có ý thức thì không có thế giới. Hỏi: có vô số điểm trong ý thức, như vậy cũng có vô số thế giới. Maharaji: lấy chiêm bao làm ví dụ. Trong một bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân, tất cả đều ngủ, và tất cả đều chiêm bao. Mỗi người mơ một giấc chiêm bao riêng biệt, và cá nhân không liên hệ đến nhau, và không tác động đến nhau. Nhưng có một yếu tố chung duy nhất là sự đau ốm. Tương tự như thế, trong sự tưởng tượng, chúng ta tách rời chính mình khỏi thế giới thật của kinh nghiệm chung, và bao phủ chúng ta là một đám mây tham ái và lo sợ, hình ảnh và ý nghĩ, ý tưởng và khái niệm riêng tư. Hỏi: điều đó thì tôi có thể hiểu được, nhưng cái gì có thể là nguyên nhân của thế giới riêng tư muôn hình vạn trạng? Maharaji: sự khác biệt không nhiều lắm đâu. Tất cả các giấc chiêm bao đều cùng bao phủ lên một thế giới chung. Ở một mức độ nào đó, chúng định hình và tác động lẫn nhau. Tính duy nhất căn bản chi phối tất cả. Ở tận gốc rễ của tất cả là sự quên mất mình, không biết mình là ai. Hỏi: để quên, một người phải biết. Liệu tôi có biết tôi là ai trước khi tôi quên tôi? Maharaji: dĩ nhiên, quên chính mình có sẵn trong biết chính mình. Ý thức và vô thức là hai phương diện của cuộc đời. Chúng cùng tồn tại. Khi biết thế giới, ông quên mất cái ta. Khi biết cái ta, ông quên mất thế giới. Xét cho cùng, thì cái gì là thế giới? Nếu không phải là một sự tổng hợp của các ký ức. Hãy bám vào một cái quan trọng, bám chặt cái ta hiện hữu, và buông bỏ những cái khác. Đó chính là sadhana. Trong giác ngộ không có cái gì để bám víu vào, và cũng chẳng có gì để quên. Tất cả mọi cái đều được biết, nhưng không có gì được ghi nhớ. Hỏi: cái gì là nguyên nhân của sự quên mất chính mình? Maharaji: không có nguyên nhân, bởi vì không có sự quên. Các trạng thái của tâm nối tiếp nhau. Cái sau xóa đi cái trước. Nhớ chính mình là một trạng thái của tâm.
và quên chính mình là một trạng thái khác của tâm. Chúng thay phiên nhau như ngày và đêm. Thực tại ở ngoài cả hai. Hỏi: chắc chắn là phải có một sự khác biệt giữa quên và không biết. Không biết thì không cần đến nguyên nhân. Còn quên hàm ý một sự biết trước đó và một khuynh hướng hoặc khả năng quên. Tôi nhìn nhận là tôi không thể biết được lý do của sự không biết. Nhưng quên thì chắc chắn phải có một cơ sở nào đó. Maharaji: không hề có cái như là cái không biết, mà chỉ có quên. Quên có gì là không đúng? Quên cũng đơn giản như nhớ. Hỏi: quên mất chính mình không phải là một tai họa sao? Maharaji: thì nó cũng tệ hại như thường xuyên nhớ chính mình. Có một trạng thái ở ngoài quên và không quên, trạng thái tự nhiên. Nhớ, quên là các trạng thái của tâm, bị giới hạn trong ý nghĩ và hạn chế trong ngôn từ. Lấy ý tưởng được sinh ra làm ví dụ. Ta được bảo rằng ta đã được sinh ra, nhưng ta không nhớ. Ta được bảo rằng ta sẽ chết đi, nhưng ta không mong chờ. Ông có thể cho rằng ta quên hoặc thiếu tưởng tượng, nhưng ta không thể nhớ cái chưa bao giờ xảy ra. Và ta cũng không thể mong chờ một cái gì hiển nhiên không thể xảy ra. Thân xác được sinh ra và thân xác chết đi, điều đó có liên quan gì đến ta? Thân xác đến và ra đi trong ý thức, và tự thân ý thức có nguồn gốc trong ta. Ta là sự sống, tâm và thân là của ta. Hỏi: ông bảo rằng sự quên mất chính mình nằm ngay gốc rễ của thế giới. Để quên thì tôi phải nhớ. Tôi đã quên nhớ cái gì? Tôi chưa hề quên rằng tôi hiện hữu. Maharaji: cái tôi hiện hữu này cũng là một phần của ảo tưởng. Hỏi: làm sao có thể như thế được? Ông không thể chứng minh với tôi rằng tôi không có. Thậm chí khi tôi tin rằng tôi không có, thì vẫn có tôi. Maharaji: thực tại không thể được chứng minh hay bác bỏ. Còn ở trong tâm thì ông không thể làm được hai điều đó. Mà khi ở ngoài tâm thì ông chẳng cần cả hai. Trong cái thật, câu hỏi cái gì là thật? Không khởi sinh. Cái thị hiện, Saguna, và cái bất thị hiện, Diguna, không khác nhau. Hỏi: trong trường hợp đó tất cả đều thật. Maharaji: ta là tất cả. Tất cả là thật như chính ta. Ngoài ta ra không có gì là thật. Hỏi: tôi không có cảm tưởng thế giới và hậu quả của một lỗi lầm. Maharaji: ông chỉ có thể nói như thế sau khi đã tìm hiểu đến nơi đến chốn, chứ không phải trước khi. Dĩ nhiên khi ông nhận thức rõ và loại bỏ tất cả những gì không thật, cái còn lại là thật. Hỏi: liệu có gì còn lại? Maharaji: cái thật còn lại, đừng bị ngôn từ lừa gạt. Hỏi: từ vô thủy và trải qua vô lượng kiếp, tôi tạo dựng, cải thiện và làm đẹp thế giới của tôi. Tuy nó không hoàn hảo, nhưng cũng chẳng phải là không thật. Nó là một tiến trình. Maharaji:
Ông lầm rồi. Thế giới không hề tồn tại ngoài ông. Trong từng khoảnh khắc, nó không gì khác hơn là ảnh phản chiếu của chính ông. Ông tạo ra nó và ông là người hủy diệt nó. Hỏi, rồi lại tạo dựng nó và nó được cải thiện. Maharaji, để cải thiện nó, ông phải hủy diệt nó. Một người phải chết đi để sống. Không hề có tái sinh mà không qua cái chết. Hỏi, vũ trụ của ông có thể hoàn hảo? Vũ trụ của riêng tôi luôn luôn trong tiến trình cải thiện. Maharaji, cái vũ trụ của riêng ông tự nó không tồn tại. Nó đơn thuần chỉ là một cái nhìn hữu hạn và méo mó về cái thật. Vũ trụ chẳng cần được cải thiện, mà cái cần được cải thiện là cách nhìn của chính ông. Hỏi, ông nhìn vũ trụ như thế nào? Maharaji, vũ trụ chỉ là một sân khấu mà trên đó vở tuồng thế giới đang được trình diễn. Điều quan trọng là phẩm chất của sự trình diễn. Không phải những gì các diễn viên nói và làm, mà là cách họ nói và làm. Hỏi, tôi không thích ý tưởng vở tuồng Lila này. Tôi muốn so sánh thế giới với một công trường mà trong đó chúng ta là những người thợ xây dựng. Maharaji, ông quá quan trọng hóa vấn đề. Có gì không đúng với vở kịch? Ông chỉ có một mục đích chừng nào ông chưa hoàn tất. Khi chưa thực hiện xong, thì sự hoàn tất và hoàn hảo là mục đích. Khi ông hoàn tất trong chính ông, bên trong và bên ngoài là một duy nhất, thì lúc đó ông hưởng dụng vũ trụ. Ông không còn tốn công mệt sức. Đối với những kẻ phân biệt, thì ông có vẻ như đang bỏ ra rất nhiều công sức. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của họ. Các vận động viên thể thao có vẻ như cố gắng ghê gớm. Nhưng động cơ duy nhất của họ là thi đấu và phô diễn. Hỏi, ông muốn nói Thượng Đế chỉ vui đùa, ngài tham dự vào những hành động vô mục đích? Maharaji, Thượng Đế không những trơn thật và tốt lành, mà còn đẹp đẽ nữa. Satyam, Sivam, Sunda, ngài tạo ra cái đẹp chỉ vì yêu thích cái đẹp. Hỏi, như thế cái đẹp là mục đích của ngài? Maharaji, tại sao ông cứ muốn đề cập đến mục đích? Mục đích hàm ý chuyển động, thay đổi, một ý nghĩa không toàn hảo. Thượng Đế không nhắm đến cái đẹp. Bất cứ gì Thượng Đế làm đều đẹp. Liệu ông có thể cho rằng một đóa hoa cố tìm cách để đẹp? Đóa hoa đẹp bởi chính bản thân của nó. Tương tự như thế, Thượng Đế chính là sự toàn hảo, chứ không phải là sự cố gắng để toàn hảo. Hỏi, mục đích tự hoàn thành chính nó trong cái đẹp. Maharaji, đẹp là gì? Bất cứ gì được cảm nhận một cách an lạc là đẹp. Sự an lạc là tinh hoa của cái đẹp. Hỏi, ông nói đến Sat Chit Ananda. Ta hiện hữu thì hiển nhiên, ta biết thì hiển nhiên, ta vui sướng thì không hiển nhiên. Hạnh phúc của ta đã đi đâu? Maharaji, hoàn toàn biết rõ sự hiện hữu của chính ông thì ông sẽ biết an lạc.
vì không để tâm vào chính ông mà đặt nó vào trong cái không phải là ông, nên ông mất ý thức về sự an lạc, về sự hiện hữu an vui. Hỏi: phía trước chúng ta có hai con đường, con đường của sự tinh tấn Yoga Maga và con đường của sự nhàn hạ Boga Maga. Cả hai đều đưa đến cùng một mục đích: giải thoát. Maharaji: vì sao ông lại gọi Boga là con đường? Làm sao nhàn hạ có thể đưa lại cho ông sự toàn hảo? Hỏi: hành giả toàn hảo, yogi, sẽ tìm thấy thực tại. Người hưởng dụng toàn hảo, bogi, cũng sẽ đến đó. Maharaji: làm sao có thể như thế được? Không phải họ mâu thuẫn với nhau? Hỏi: những cái phi thường đều gặp nhau. Là một bogi toàn hảo vẫn khó hơn là một yogi toàn hảo. Tôi chỉ là một kẻ phàm phu, không dám mạo muội phán xét về giá trị. Nhưng xét cho cùng, cả hành giả yogi vẫn thường hưởng dụng bogi, đều quan tâm đến sự tìm kiếm hạnh phúc. Hành giả yogi muốn hạnh phúc thường hằng, người hưởng dụng bogi thỏa mãn với cái thất thường, lúc có lúc không. Thường thì bogi phấn đấu nhiều hơn yogi. Maharaji: nếu phải phấn đấu và hao công tốn sức thì hạnh phúc của ông có gì xứng đáng? Hạnh phúc chân thật thì tự sinh khởi và chẳng cần phải cố gắng. Hỏi: tất cả chúng sinh đều tìm kiếm hạnh phúc, tuy phương tiện có khác nhau. Người tìm nó bên trong và do đó được gọi là yogi. Còn người tìm kiếm nó ở bên ngoài thì bị lên án là bogi. Nhưng họ vẫn cần lẫn nhau. Maharaji: lạc thú và đau khổ thay phiên nhau, còn hạnh phúc thì bất di bất dịch. Cái mà ông có thể tìm và thấy thì không phải cái thật. Hãy tìm cái ông chưa bao giờ mất. Hãy tìm cái bất khả chuyển nhượng. Tính cách con người: một, chướng ngại. Hỏi: theo tôi thấy, thế giới là một trường yoga và tự thân cuộc sống là sự thực hành yoga. Mọi người đều phấn đấu cho sự toàn hảo. Và yoga là gì nếu không phải là phấn đấu? Chẳng có gì là đáng khinh đối với những người được gọi là phàm phu và cuộc sống phàm tục của họ. Họ phấn đấu cũng cam go và chịu đựng cũng không kém một hành giả yogi. Chỉ có điều là họ không ý thức được mục đích thật sự của họ. Maharaji: người thường các cậu cũng tương tự như yogi về phương diện nào? Hỏi: mục đích tối hậu thì như nhau. Cái mà hành giả yogi đạt được bằng sự tu hành tiaga thì người thường boga đạt được qua kinh nghiệm. Con đường boga thì vô thức, do đó lặp đi lặp lại và kéo dài. Còn con đường yoga thì có chủ đích và chuyên sâu nên nhanh chóng hơn. Maharaji: có thể là các giai đoạn của yoga và boga luân phiên nhau. Trước tiên là bogi, rồi yogi, trở lại bogi, rồi lại yogi. Hỏi: mục đích của sự luân phiên đó là gì? Maharaji: những ham muốn hời hợt
có thể được loại trừ bằng nội quán và thiền định. Nhưng các tham ái mãnh liệt và thâm căn cố đế thì phải được thực hiện. Và quả của chúng dù ngọt hay đắng đều phải được nếm. Hỏi: vậy tại sao chúng ta phải tôn kính các hành giả yogi và xem thường những người bogi? Về một phương diện, tất cả đều là yogi. Maharaji: trên bậc thang giá trị của con người, những cố gắng có chủ đích thì được xem là đáng ca tụng. Trong thực tế, cả hành giả yogi và những người bogi đều thuận theo bản chất riêng của họ, tùy hoàn cảnh và cơ hội. Cuộc đời của hành giả yogi được điều khiển bởi một ước muốn duy nhất: tìm kiếm chân lý. Còn người bogi phục vụ cho nhiều chủ nhân. Nhưng một bogi có thể trở thành một hành giả yogi, và một hành giả yogi có thể quay trở lại thời kỳ của một bogi. Kết quả chung cuộc thì vẫn như nhau. Hỏi: theo kinh sách, Đức Phật có nói rằng khi được nghe về sự giác ngộ thì vô cùng quan trọng, vì trong một sự đảo ngược hoàn toàn và chuyển hóa sẽ xảy ra trong ý thức. Tin lành được ví như đốm lửa trong một chuyến tàu chở đầy bung gòn. Một cách chậm chạp nhưng chắc chắn, tất cả sẽ biến thành tro. Tương tự như thế, tin lành về sự giác ngộ không sớm thì muộn sẽ đem lại một sự chuyển hóa. Maharaji: đúng, trước tiên là nghe, Sravana, nhớ, Smarana, rồi tư duy, Manama, vân vân. Chúng ta tương đồng về quan điểm: người nào nghe được tin lành thì trở thành yogi. Những người còn lại tiếp tục với lối sống boga của họ. Hỏi: nhưng ông đồng ý rằng khi sống một cuộc đời, chỉ sống một cuộc đời tầm thường thế tục, được sinh ra để chết đi và chết đi để được sinh ra, con người sẽ thăng tiến bằng chính lực đẩy của cuộc đời, cũng như một dòng sông tìm đường ra biển bằng chính khối lượng nước mà nó huân tập được. Maharaji: trước khi có thế giới đã có ý thức. Thế giới hình thành trong ý thức, tồn tại trong ý thức, rồi tan biến vào trong ý thức thuần túy. Ở tận nguồn gốc của tất cả là nhận thức ta hiện hữu. Trạng thái tâm có một thế giới là thứ yếu. Để hiện hữu, ta không cần thế giới, mà thế giới cần ta. Hỏi: sự ham sống là một cái gì thật phi thường? Maharaji: nhưng phi thường hơn nữa là sự tự do không còn bị thôi thúc phải sống. Hỏi: tự do đối với mọi gánh nặng? Maharaji: phải, tự do đối với mọi gánh nặng, và còn nhiều hơn thế nữa, tự do vô biên và hữu thức. Hỏi: thế không cần phải có tính cách con người để thu nhập kinh nghiệm? Maharaji: như cậu hiện nay, tính cách con người chỉ là một chướng ngại. Đồng hóa chính mình với thân xác có thể là một điều tốt cho một đứa trẻ, nhưng một sự trưởng thành thật sự lại tùy thuộc vào sự loại bỏ chướng ngại thân xác. Bình thường một người cần từ bỏ những ham muốn thuộc thân xác ngay từ khi còn sớm trong đời. Thậm chí một bogi, kẻ không từ chối hưởng thụ, cũng chẳng cần phải thèm khát những gì đã nếm qua. Thói quen sự ham muốn lặp lại làm cả yogi lẫn bogi
cảm thấy không được thỏa mãn. Hỏi: tại sao ông cứ tiếp tục gạt bỏ con người như chẳng có gì quan trọng? Tính cách con người là thực tế thiết yếu của sự tồn tại. Nó chiếm toàn thể sân khấu. Maharaji: chừng nào còn không thấy được tính cách con người chỉ là thói quen, dựng lập trên ký ức, thúc giục bởi tham ái, thì cậu còn nghĩ mình là một con người. Sống, cảm thọ, suy nghĩ năng động, thụ động, hài lòng hay đau đớn. Hãy đặt câu hỏi với chính cậu, tự hỏi cậu: có phải vậy không? Ta là ai? Cái gì ở đằng sau và bên ngoài tất cả những điều này? Chẳng bao lâu, cậu sẽ nhận ra sự lầm lẫn của cậu. Bản chất của lầm lẫn là nó tự nhiên biến mất khi được nhận diện. Hỏi: yoga của sự sống, của chính cuộc sống, chúng ta có thể gọi là yoga tự nhiên, Nisarga yoga. Nó làm tôi nhớ đến yoga căn bản, Adi yoga, đề cập trong kinh Rig Veda và được mô tả như là cuộc hôn nhân của cuộc sống với tâm. Maharaji: một cuộc sống được sống một cách sâu sắc trong sự tỉnh thức hoàn toàn, chính nó là Nisarga yoga. Hỏi: hôn nhân giữa cuộc sống và tâm nghĩa là gì? Maharaji: sống trong sự tỉnh thức tự nhiên, trong ý thức về sự sống thanh thản, hoàn toàn quan tâm đến cuộc sống của chính mình. Đó là tất cả những hàm ý. Hỏi: Sarada Devi, hiền thê của ngài Ramakrishna Paramahamsa, vẫn thường của các môn đồ của ngài về sự cố gắng quá mức và so sánh họ với những trái xoài trên cây được hái trước khi chín. Tại sao lại vội vàng? Bà thường bảo: chờ cho đến khi các ông hoàn toàn chín mùi và trở nên ngọt lịm. Maharaji: bà quả thật đúng. Có rất nhiều người vừa mới sáng sớm đã cho là giữa trưa. Một kinh nghiệm nhất thời đã cho là toàn giác và làm thui chột chút chứng đắc nhỏ nhoi bằng sự kiêu căng quá lố. Lòng khiêm tốn và sự im lặng là cần thiết cho một hành giả Sadaka, dù cao cấp đến đâu. Chỉ bậc giác ngộ hoàn toàn chín chắn mới có thể cho phép mình hoàn toàn tùy nghi tự ý. Hỏi: hình như môn đồ của nhiều phái yoga sau khi đã phát huệ vẫn buộc phải tỉnh khẩu từ 7 đến 12 hay 15 hoặc thậm chí đến 25 năm. Ngay cả đạo sư Bhagavan Sri Ramana Maharshi cũng tự tỉnh khẩu 20 năm trước khi thuyết giảng. Maharaji: đúng, quả bên trong phải thật chín mùi. Giới hạnh và sự sống tỉnh thức vẫn tiếp tục cho đến khi hành giả thực sự chín mùi. Lâu dần sự tu tập càng trở nên vi tế cho đến khi không còn hình thức nào nữa. Hỏi: Krishnamurti cũng nói đến sự sống trong tỉnh thức. Maharaji: ông ấy luôn luôn nhắm thẳng vào cái tối hậu. Đúng, cuối cùng thì tất cả các pháp môn yoga đều hội tụ trong Adi yoga như cậu nói, được xem là cuộc hôn nhân của ý thức, tức cô dâu, và cuộc sống, tức chú rể.
ý thức và hiện hữu hội ngộ trong hỷ lạc. Để hỷ lạc khởi sinh thì phải có gặp gỡ, giao tiếp và sự khẳng định của cái duy nhất trong nhị nguyên. Hỏi: Đức Phật cũng nói rằng để đạt được Nirvana, một người phải đến với chúng sinh. Ý thức cần cuộc sống để trưởng thành. Hỏi: Tự thân thế giới là sự giao tiếp. Toàn thể các giao tiếp được thực hiện trong ý thức. Tinh thần tiếp xúc với vật và ý thức khởi sinh. Những ý thức như thế, khi bị ô nhiễm bởi ký ức và chờ mong, trở nên ràng buộc. Kinh nghiệm thuần túy thì không ràng buộc. Kinh nghiệm vướng mắc giữa ham muốn và lo sợ thì bất tịnh và tác nghiệp. Hỏi: Có thể nào có hạnh phúc trong tính một duy nhất? Không phải tất cả hạnh phúc, hàm ý cần thiết của giao tiếp, do đó mang tính nhị nguyên. Maharaji: Chả có gì không đúng với nhị nguyên, chừng nào nó không tạo ra xung đột. Nhiều và đa dạng mà không xung đột là hỷ lạc. Ánh sáng ở trong ý thức thuần túy. Để có sự nồng nhiệt thì giao tiếp là cần thiết. Bên trên tính duy nhất của hiện hữu là sự hợp nhất của tình yêu. Tình yêu là ý nghĩa và mục đích của tính nhị nguyên. Hỏi: Tôi là một đứa con nuôi. Tôi không biết cha ruột của tôi. Mẹ tôi chết khi tôi mới sinh. Để làm vui lòng một người vợ không con, cha nuôi tôi đã nhận nuôi tôi, hầu như là tình cờ. Ông ấy là một người bình dị, vừa là chủ vừa là tài xế của một chiếc xe tải. Mẹ nuôi tôi lo việc nhà. Năm nay tôi 24 tuổi. Suốt 2 năm rưỡi qua, tôi đi khắp nơi, không ngừng tìm kiếm. Tôi muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống thánh thiện. Tôi phải làm gì? Maharaji: Trở về nhà, đảm đương công việc của cha, chăm sóc cha mẹ trong tuổi già, lấy cô gái đang chờ cậu. Hãy chung thủy bình dị và khiêm tốn. Đừng phô trương đức hạnh và sống thầm lặng. 5 giác quan và 3 tính chất là 8 bước đi của cậu trong yoga. Và tai hiện hữu là thần chú vĩ đại Maha Mantra. Cậu có thể học ở chung tất cả những gì cần biết. Hãy chuyên chú và không ngừng tìm hiểu. Tất cả chỉ có thế. Hỏi: Nếu chỉ sống cuộc sống của chính mình là giải thoát, vậy tại sao tất cả mọi người không giải thoát? Maharaji: Tất cả đều đang được giải thoát. Không phải cậu sống cái gì mà cậu sống thế nào mới đáng kể. Ý niệm về sự giác ngộ là vô cùng quan trọng. Chỉ cần biết được giác ngộ là điều có thể xảy ra, thì cũng đã thay đổi toàn diện cái nhìn của một con người. Nó cũng giống như một que diêm cháy trong đống mạt cưa. Tất cả các đại sư không làm gì khác hơn. Một tia lửa của chân lý có thể thiêu rụi cả một ngọn núi của những điều hư giả. Và ngược lại thì cũng vậy. Mặt trời chân lý vẫn bị che khuất sau đám mây của sự đồng hóa chính mình với thân xác. Hỏi: Phổ biến tin lành về sự giác ngộ có lẽ là điều vô cùng quan trọng. Maharaji: Chỉ mới nghe đã là một hứa hẹn của sự giác ngộ. Gặp được một đạo sư và đảm bảo một sự giải thoát. Kết toàn hảo thì đem lại sự sống và sáng tạo. Hỏi: Một bậc giác ngộ có bao giờ nghĩ ta giác ngộ? Vị ấy không ngạc nhiên
khi được người khác tôn vinh thành quan trọng. Bậc giác ngộ không xem mình là một con người bình thường. Maharaji, chẳng bình thường mà cũng chẳng phi thường, chỉ tỉnh thức và yêu thương một cách mãnh liệt. Người giác ngộ nhìn vào chính mình mà không hề có những định nghĩa về chính mình và nhận dạng về chính mình. Người giác ngộ không hề biết mình là một cái gì tách biệt với thế giới. Người giác ngộ là thế giới. Người giác ngộ từ bỏ hoàn toàn chính mình, như một người giàu có nhưng không ngừng cho đi sự giàu có của mình. Người giác ngộ không giàu có vì chẳng có gì, nhưng không nghèo túng vì cho đi rất hào phóng. Người giác ngộ thì vô sản. Tương tự như thế, người giác ngộ vô ngã và đã mất đi khả năng tự đồng hóa với bất cứ gì. Người giác ngộ không có vị trí, không có trú xứ, siêu vượt không gian, thời gian và thế giới. Người giác ngộ ở ngoài ngôn ngữ và tư duy. Hỏi: quả thật là một điều kỳ bí khó dò đối với một con người đơn giản như tôi. Maharaji, chính cậu mới khó dò, phức tạp, kỳ bí và khó hiểu. Ta chính là sự đơn giản khi so với cậu. Ta là cái đang là, không hề có bất cứ phân biệt nào xen vào giữa bên trong và bên ngoài, của ta và của người, tốt và xấu. Thế giới là cái gì thì ta là cái đó, ta là cái gì thì thế giới là cái đó. Hỏi: làm sao có chuyện mỗi con người tạo ra thế giới của riêng mình? Maharaji, trong một nhóm người đang ngủ, mỗi người mơ giấc chiêm bao riêng của mình. Chỉ khi nào tỉnh giấc thì câu hỏi về những giấc chiêm bao khác nhau mới được đặt ra. Và cũng ngay lúc đó câu hỏi được giải đáp, vì chiêm bao là được thấy là chiêm bao, là cái gì đó tưởng tượng. Hỏi: ngay cả chiêm bao cũng có một cơ sở nào đó. Maharaji, nó ở trong ký ức. Cho dù như thế, cái gì được nhớ thì cũng chỉ là một giấc chiêm bao khác. Ký ức về cái hư giả thì không thể tạo ra cái hư giả. Chẳng có gì là không đúng với ký ức như thế. Hư giả là nội dung của nó. Hãy nhớ cái thật, quên đi ý tưởng. Hỏi: cái gì là thật? Maharaji, cái được nhận thức trong tánh biết thuần túy, không bị tác động bởi tham ái và lo sợ, là thật. Cái không có sự bắt đầu luôn luôn bắt đầu. Hỏi: hôm trước tôi có hỏi ông về hai con đường của sự trưởng thành, tu hành và hưởng thụ, tức yoga và boga. Sự khác biệt giữa hai con đường không quá lớn như nó có vẻ như thế. Hành giả yogi tu hành để hưởng thụ, người bogi hưởng thụ để tu hành. Hành giả yogi tu hành trước, người bogi hưởng thụ trước. Maharaji, rồi sao? Mặc kệ hành giả yogi với yoga và người bogi với lối sống boga của họ. Hỏi: con đường boga theo tôi có vẻ hay hơn. Hành giả yogi như là một quả xoài xanh bị hái khỏi cây lúc còn non và ủ cho chín trong một giỏ rơm, trong môi trường thiếu không khí và quá nóng. Quả xoài chín nhưng hương vị thực sự và mùi thơm của nó mất đi. Quả xoài còn ở trên cây tăng trưởng đến hết cỡ
màu sắc đẹp và hương vị thơm ngọt, một sự vui tươi về mọi phương diện. Nhưng không hiểu vì sao yoga nhận được đủ mọi ca tụng, còn boga chịu đủ mọi nguyền rủa. Theo chỗ tôi thấy, boga vẫn hay hơn yoga. Maharaji, vì sao cậu nói thế? Hỏi: tôi quan sát các hành giả yogi và những cố gắng phi thường của họ. Ngay cả khi họ giác ngộ, vẫn có một cái gì cay đắng hay khắc khổ về sự chứng đắc của họ. Họ dành hầu hết thời gian cho những cơn xuất thần nhập định, và khi mở miệng, họ không nói gì ngoài kinh điển. Vào lúc huy hoàng nhất, những người giác ngộ đó giống như những bông hoa toàn hảo, nhưng chỉ là những bông hoa nhỏ tỏa chút hương thơm trong một phạm vi nhỏ hẹp. Nhưng có những người khác, họ như cả một khu rừng phong phú, đa dạng, mênh mông và đầy những ngạc nhiên. Trong họ là cả một thế giới. Chắc chắn là phải có một lý do về sự khác biệt này. Maharaji, quả là như thế. Theo cậu, một người bị ức chế trong yoga, còn người khác thăng hoa trong lối sống boga hưởng thụ. Hỏi: không phải thế sao? Hành giả yogi sợ hãi cuộc đời và tìm kiếm sự an thân, trong khi người bogi mạo hiểm, đầy phấn khởi và dám dấn thân. Hành giả yogi bị trói buộc vào một lý tưởng, còn người bogi lúc nào cũng sẵn sàng khám phá. Maharaji, đó chỉ là vấn đề ham muốn nhiều hay thỏa mãn với cái ít. Hành giả yogi có nhiều tham vọng, còn bogi chỉ đơn thuần phiêu lưu. Người bogi của cậu có vẻ phong phú hơn và lịch lãm hơn, nhưng thực tế không phải như thế. Hành giả yogi thu hẹp lại như mép cắt của lưỡi dao. Người hành giả phải như thế, để cắt sâu và ngọt, xuyên qua một cách chính xác vô số tầng lớp của sự hư giả. Người bogi cúng vái ở vô số bàn thờ, còn hành giả yogi chẳng phụng sự ai ngoài cái ta thật của chính mình. Không hề có mục đích nào trong sự đối nghịch giữa hành giả yogi và những người bogi. Con đường đi ra, prariti, cần thiết trước con đường trở về, niriti, đưa ra phán xét và phê bình xuống thì chỉ là chuyện lố bịch. Tất cả đều công hiến cho sự toàn hảo tối hậu. Một số người cho rằng ba phương diện của thực tại, chân lý, trí tuệ, hỷ lạc, người nào đi tìm chân lý trở thành yogi, người nào tìm kiếm trí tuệ trở thành người giác ngộ, người nào đi tìm hạnh phúc trở thành con người của hành động. Hỏi: chúng tôi nghe nói về sự hỷ lạc của tính bất nhị. Maharaji, một sự hỷ lạc như thế thuộc về bản chất của một sự an lạc vĩ đại. Còn lạc thú và đau khổ là kết quả của hành động đúng và không đúng. Hỏi: cái gì tạo ra sự khác biệt? Maharaji, sự khác biệt là ở chỗ cho và giữ. Dù cách tiếp cận là gì đi nữa, thì rốt cuộc tất cả sẽ trở thành một. Hỏi: nếu không có sự khác biệt trong mục đích, việc gì lại phân biệt giữa các phương cách tiếp cận khác nhau? Maharaji, cứ để mỗi người hành động theo bản chất riêng, dù gì đi nữa thì mục đích tối hậu cũng sẽ đạt được. Tất cả những phân biệt và phân loại của cậu khá đúng, nhưng nó không xảy ra trong trường hợp của ta.
Một giấc mơ dù được mô tả một cách chi tiết và chính xác đến đâu, thì nó vẫn chẳng có một cơ sở nào. Tương tự như thế, mô thức của cậu chẳng thích hợp với bất cứ gì ngoài những giả định của chính cậu. Cậu bắt đầu với một ý tưởng và chấm dứt với cùng một ý tưởng dưới một lớp áo khác. Hỏi: ông nhìn sự vật như thế nào? Maharaji: đối với ta, một và tất cả đều như nhau. Cùng một ý thức, chít, lúc là hiện hữu, sát, và lúc là hỷ lạc, Ananda. Khi động, ý thức là hỷ lạc. Khi tịnh, ý thức là hiện hữu. Hỏi: ông vẫn còn phân biệt giữa động và tịnh? Maharaji: vô phân biệt nói trong sự im lặng, ngôn từ chuyên trở sự phân biệt. Cái bất thị hiện, Nirguna, thì không có danh xưng. Tất cả danh xưng đều dùng cho cái thị hiện, Saguna. Rằng co với ngôn từ để diễn tả một cái ngoài ngôn từ thì chỉ là chuyện vô ích. Ý thức, Chida Nanda, là tinh thần, Purusa. Ý thức là vật chất, Prakriti. Tinh thần không toàn hảo là vật chất, vật chất toàn hảo là tinh thần. Vào lúc khởi đầu cũng như vào lúc chấm dứt, tất cả là một. Tất cả mọi phân chia đều ở trong tâm, Chitta. Không có gì trong thực tại, Chit. Động và tịnh là các trạng thái của tâm, và chúng không thể có nếu không có cái đối nghịch. Tự thân không có gì động và chẳng có gì tịnh. Cho những gì tâm tạo dựng là tồn tại tuyệt đối, là một lỗi lầm nghiêm trọng. Không có gì tự tồn tại. Hỏi: ông có vẻ đồng hóa tịnh với trạng thái tối thượng. Maharaji: có cái tịnh như một trạng thái của tâm, Chidaram, và có cái tịnh như một trạng thái hiện hữu, Atmaram. Cái tịnh của tâm đến rồi đi, còn cái tịnh chân thật lại ở ngay tâm của hành động. Điều đáng tiếc là ngôn từ là một công cụ của tâm và chỉ dùng được trong phạm vi của những cái đối nghịch. Hỏi: khi là nhân chứng, ông động hay tịnh? Maharaji: nhân chứng là một kinh nghiệm, còn tịnh thì thoát ra khỏi mọi kinh nghiệm. Hỏi: hai cái không thể cùng tồn tại, như tiếng náo động của sóng và sự tĩnh lặng của độ sâu cùng tồn tại trong biển cả, hay sao? Maharaji: bên ngoài tâm không có cái gì là kinh nghiệm. Kinh nghiệm là một trạng thái nhị nguyên. Cậu không thể nói về thực tại như một kinh nghiệm. Một khi thấu hiểu điều này thì cậu không còn tìm kiếm hiện hữu và trở thành như hai cái riêng biệt và đối nghịch. Trong thực tế, chúng là một và bất khả phân, như rễ và cành của cùng một cây. Cả hai chỉ có thể tồn tại trong ánh sáng của ý thức, mà ý thức lại khởi sinh theo sau ta hiện hữu. Đây là sự kiện tiên quyết. Nếu để vuột nó, thì cậu để vuột tất cả. Hỏi: có phải cảm giác hiện hữu chỉ là một sản phẩm của kinh nghiệm? Có phải đại chân ngôn Mahavakya Tát Sát chỉ là một phương thức của tâm? Maharaji: bất cứ gì nói ra thì chỉ là ngôn từ. Bất cứ gì tư tưởng được thì chỉ là ý nghĩ.
ý nghĩa chân thật thì có thể chứng nghiệm được, nhưng không thể giải thích được. Mahavakya là chân thật, còn ý tưởng của cậu là hư vọng. Vì tất cả ý tưởng, Kalpana, đều hư vọng. Hỏi: thế sự tin tưởng ta là cái đó cũng hư vọng? Maharaji: dĩ nhiên. Tin tưởng là một trạng thái của tâm, trong cái đó không có ta là. Khi ý thức ta là hiện lên thì cái đó bị che khuất. Cũng như khi mặt trời lên thì sao biến mất. Tương tự như ánh sáng cùng đến với mặt trời thì lạc Chidananda cùng đến với ý thức về cái ta. Con người tìm kiếm nguồn gốc của hỷ lạc trong cái không phải ta, do đó ràng buộc khởi sinh. Hỏi: trong cuộc sống hàng ngày, ông luôn luôn ý thức về trạng thái thực của ông? Maharaji: chẳng phải ý thức mà cũng chẳng phải vô thức. Ta không cần đến sự tin tưởng. Ta sống bằng lòng dũng cảm. Can đảm là cốt tủy của ta. Nó là tình yêu cuộc sống. Ta hoàn toàn không còn ký ức và dự tính. Chẳng hề bận tâm đến ta là cái gì hay ta không là cái gì. Ta không lệ thuộc vào những mô tả về chính mình, Soham và Brahmatmi. Ta là ngài, ta là cái tối thượng, đều vô ích đối với ta. Ta có lòng dũng cảm để là không gì cả, và thấy thế giới như chính nó là không gì cả. Nghe đơn giản như thế đấy, hãy thử xem. Hỏi: nhưng cái gì cho ông sự can đảm? Maharaji: cái nhìn của cậu thật lầm lạc làm sao. Can đảm có cần để được ai cho? Câu hỏi của cậu hàm ý lo âu là trạng thái bình thường, còn can đảm là trạng thái bất thường. Xoay ngược lại thì mới đúng. Lo âu và hy vọng do tưởng tượng sinh ra. Ta hoàn toàn không còn cả hai. Ta chỉ là sự hiện hữu đơn thuần. Ta không cần gì để nương tựa. Hỏi: nếu ông không biết chính ông, thì sự hiện hữu của ông có lợi lạc gì đối với ông? Để hạnh phúc với cái ông là, ông phải biết cái là ông. Maharaji: hiện hữu chiếu sáng là biết. Biết là yêu thương nồng nhiệt. Tất cả là một. Cậu tưởng tượng ra những phân chia rồi tự băn khoăn với những câu hỏi. Đừng quá bận tâm với những công thức. Hiện hữu thuần túy thì không thể mô tả được. Hỏi: nếu một cái gì đó không thể biết được và không thể hưởng dụng được thì chẳng lợi lạc gì cho tôi. Trước tiên nó phải là một phần kinh nghiệm của tôi. Maharaji: cậu lôi kéo thực tại xuống ngang hàng với kinh nghiệm. Làm sao thực tại có thể tùy thuộc vào kinh nghiệm khi chính nó lại là nền tảng Ada của kinh nghiệm? Thực tại ở ngay trong chính thực tế của kinh nghiệm, chứ không phải trong bản chất của kinh nghiệm. Xét cho cùng, kinh nghiệm là một trạng thái của tâm, còn hiện hữu thì nhất định không thể là một trạng thái của tâm. Hỏi: tôi lại bối rối. Hiện hữu có tách biệt với biết? Maharaji: sự tách biệt chỉ là một thể hiện bề ngoài. Cũng như giấc chiêm bao không thể tách biệt với người chiêm bao, biết không thể tách rời hiện hữu. Giấc chiêm bao là người chiêm bao, cái biết là người biết. Sự khác biệt đơn thuần
chỉ là ngôn từ. Hỏi: bây giờ tôi thấy được sát và chít chỉ là một, thế còn hỷ lạc, Ananda, hiện hữu và ý thức luôn luôn có mặt với nhau, còn hỷ lạc chỉ thỉnh thoảng mới lóe lên. Maharaji: trạng thái hiện hữu vô phiền nhiễu là hỷ lạc, trạng thái phiền nhiễu là cái hiện hiện thành thế giới. Hỷ lạc ở trong tính bất nhị, còn kinh nghiệm thuộc về nhị nguyên. Cái gì đến và đi là kinh nghiệm cùng với tính cách nhị nguyên, đau khổ và lạc thú của nó. Hỷ lạc thì không thể được biết. Một người luôn luôn hỷ lạc nhưng không bao giờ cảm thấy hỷ lạc. Hỷ lạc không phải là một thuộc tính. Hỏi: tôi còn một câu hỏi nữa. Một số hành giả yogi đạt được mục đích của họ nhưng chẳng lợi lạc gì cho người khác. Họ không biết chia sẻ hoặc không thể chia sẻ. Những người có thể chia sẻ cái họ có thì khai tâm được cho người khác. Sự khác biệt nằm ở đâu? Maharaji: chẳng có gì khác biệt. Cách tiếp cận sự việc của cậu không đúng. Không hề có người khác để giúp. Một người giàu có sau khi trao lại tất cả tài sản cho gia đình thì chẳng còn một xu để cho ăn mày. Người giác ngộ rũ bỏ tất cả mọi quyền thế và những gì sở hữu thì cũng giống như thế. Không gì, đúng vậy, không gì có thể nói về người giác ngộ. Người giác ngộ không thể cứu giúp một ai, vì người ấy là mọi người. Người giác ngộ là người nghèo khó, và cũng là sự nghèo khó, là tên ăn trộm và cũng là sự ăn trộm. Làm sao có thể nói được rằng người giác ngộ cứu giúp khi người ấy không tách rời một ai? Người nào nghĩ mình tách biệt với thế giới thì hãy để người đó cứu giúp thế giới. Hỏi: nhưng vẫn còn nhị nguyên, có đau khổ nên có sự cần cứu khổ. Nếu cho rằng đau khổ chỉ là chiêm bao thì chẳng đạt được cái gì. Maharaji: cách duy nhất có thể cứu giúp là tỉnh giấc chiêm bao. Hỏi: cần phải có một người đánh thức. Maharaji: người đánh thức lại ở ngay trong giấc chiêm bao. Người đánh thức là báo hiệu khởi đầu của sự chấm dứt. Không có giấc chiêm bao nào là bất tận. Hỏi: ngay cả khi nó không có sự bắt đầu. Maharaji: tất cả mọi thứ đều bắt đầu với cậu. Còn cái nào là cái không có sự bắt đầu? Hỏi: tôi bắt đầu khi được sinh ra. Maharaji: đó là điều cậu nghe người khác nói lại. Có thật cậu bắt đầu khi được sinh ra? Thế cậu có thấy chính cậu bắt đầu? Hỏi: tôi chỉ bắt đầu ngay bây giờ. Tất cả những cái khác đều là ký ức. Maharaji: đúng thế. Cái không có sự bắt đầu thì luôn luôn bắt đầu. Cũng cách đó, ta cho vô tận bởi vì ta không có gì cả. Không là gì cả, không có gì cả. Không giữ gì cả cho chính mình là sự cho nhiều nhất, là lòng hào phóng rộng rãi nhất. Hỏi: thế sự quan tâm đến chính mình không còn nữa? Maharaji: dĩ nhiên ta quan tâm đến chính ta. Cái ta là tất cả. Trong thực tế nó xuất hiện dưới hình thức thiện ý, không bao giờ cạn kiệt và mang tính vũ trụ. Cậu có thể gọi nó là tình yêu, là bao trùm tất cả,
là cứu chuộc tất cả. Tình yêu đó vô cùng năng động, nhưng không ý thức về hành động.